Hello anh em. Lắp lên tiếp cái GT27 cho anh em tham khảo như này mình. Cái này nó có xử lý rồi nha nè. Khúc này zin nè. Khúc này nó có dặm nè. Thằng này giá 34 triệu nha em ơi. Báo đầu clip luôn để cho anh em nắm luôn ha. Máy móc nguyên zin anh em ơi, ốc chữ S đầy đủ. Tán dày. Tán lồng đình dày anh em. Tán đầu núm dày. Đúng cổ neo ha. Lắp zin. Lắp gì cũng khá ok ha. Chạy tí xíu, chỗ này em nghĩ là chắc bắt cái bảo vệ lốc á. Nó gãy á. Gãy nó vũ. Nó cào chạy đó. Cái lốc này còn ok đó. Nắp này còn zin luôn. Bình yếu rồi nè. Lốc đẹp mà anh em. Nói chung là cơ bản hai ba lốc gì là quá đã. Tầm giá 34 triệu một GT. Bây giờ mùa này như là khá là ok nữa ha. Hộp sên gấp. Gấp hộp sên là ok. Có lỗi dưới này ha. Trên trên nè. Xấu chỗ này. Mâm này cũng zin luôn mà có cái này. Cấp nó cái gì nè. Áo sông đẹp, đèn đốm đầu trong đẹp, máy ok, máy này nó trùng sinh cam nhẹ thôi, nhẹ thôi, anh em để giữ đi vẫn là bình thường nha em, giữ đi vẫn ok, còn anh em về tăng lên cũng được, đó. Hoặc là thay cộng cam cũng được, lấy vít dặn anti lên chút anh. Hết xăng bà nó gì vậy? Thôi hết xăng rồi. Khỏi chỉnh nó hết xăng. Hết xăng rồi vậy nè. Chậm miếng xăng. Xe này máy đi rất là nhẹ luôn như nè. Máy chạy rất là nhẹ luôn. Dùng sinh cam thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái sự mà mình chạy đó vẫn bình thường. Áo sống ok đó, áo sống đẹp thôi được rồi. Lấy vít giùm anh em. Nhích lên một xíu.
Còn cái tiếng sinh cam đó thì anh em mới vô chơi anh em nói chung không để ý là không có nghe đâu. Mình cảm nhận thực tế, ví dụ xe nó có sao rồi báo anh em vậy ha, để vậy đi, không có gì hết, bình thường. Xe này nhìn tổng thể lại thì máy rin, đầu nồi rin, sơn bạc là rin, chỉ có cục trước ha, cặp đèn cày trước ha, xử lý đó thôi, cái đó này cũng không quan trọng gì, sợ quan trọng là máy móc đừng có bắn dặm hai bên máy móc được ha, máy đó ok ha. Rồi ok anh em, anh em nào nghe gu thì alo nhé, hẹn anh em trong video xe sau, bye bye.